trời ngớ ngồi vũ thao ngồi vũ thao luôn rồi lên cá luôn mà quay về mảnh coi càng ánh năng luôn cả đây kệ đó rồi đụng nó rồi quýnh hỏng lên này mới đã đàng hoàng chạy lên quấn nhớt không dây luôn bắt ra sớm quýu hai bà con lượm con cỡ không lên luôn quay luôn bạn nó xương mày rồi con cháo nghe bạn kìa lắm lắm nó anh tí quất liền lên xúc rồi. Rồi xin mời các bạn lên xúc rồi nó đã bị xúc rồi các bạn ơi xúc rồi. Rồi xong ruột bạn ơi dính mà ruột nha đó đó của mình nè của mình chắc cú nè rồi hụt lắc luôn quá khứ rồi bạn ơi làm kịp nè bên đây ăn nè bên đây chắc cú hơn à cần đen chắc cú à không cầm hai tay không cờ bạn đó rồi chết quá đây nè đây nè đây nè coi nè bạn coi nè dính thôi bự con này bự luôn anh tí câu cá là phải câu cá gì nữa bạn ơi Thái Lan bữa nay không theo chứ bữa nay Thái Lan theo là Thái Lan no xương với mình rồi kìa đang nữa kìa bạn thôi thức con hú mình nó bự rồi để cho các bạn xem nè rồi ôi quá bự bạn ơi kìa năng kìa anh đấy ôi hứa chìm luôn rồi gần cốc đó cốc không chạy thấy thấy tự nhiên nó lâu chìm đọt luôn các bạn không có bự á ừ tao không biết bỏ đại luôn đi mày ăn cốc không trời ơi cá móc cái lưng nữa bạn kìa cần bên kia nó kìa lo giật đi đưa cho con sưng đi quá khứ rồi mọi người ơi rồi lụm để hầu nó nuốt nữa đó anh tí dính rồi bạn hút ơi quá trời các bạn ơi xuống mồi nha các bạn bạn coi bao lâu mình lên cá này chắc cỡ 3 phút á đó nước nó cạn hiệu rồi mọi người nước này khoảng 4 phút nước à bây giờ nó, con nó. Trời ơi rồi lên cá luôn bạn ơi tự sướng đó nãy giờ mình làm được con hú nữa nha chất này nguyên ổ nó ngay đây nè thả xuống là lụm liền thả xuống lụm liền là hiểu rồi chứ nó đâu có cần lâu đâu bạn rồi sẽ gỡ ăn cháo nha bạn chưa xong chưa móc màu nó lụm nữa rồi
quá. Nó cứ lộn lộn con mèo hoài vậy. Trời, ngớ ngồi vũ thao không? Ngồi vũ thao không? Ngồi lên cá luôn mà. Quay về mảnh coi càng ánh năng luôn cả. Đây. Kệ đó. Rồi. Đụng nó rồi. Quýnh hỏng lên. Cái này mới đã nè bạn. Chạy lên quấn nhớt không dây luôn. Đụng. Bắt kè xứng. Hai ba con lượn con đỡ không lên luôn, quay luôn bạn. Cá bự bự không trời. Nghe bạn, cá hú đây nghe bạn. Vô quầy cá hú rồi bạn ơi. Giờ mình là gỡ màu câu có cần một lắm kịp luôn á. Này nó ăn hà nè, con nào ăn, ăn mồi gì mình nói mồi đó. Tao nói đúng rồi, sủa mày. Chạy chó nữa. Đúng rõ ràng luôn á. Rồi. Vô đục nó à. Có 20 con rồi đó. Đây. Nghe là giấc này quýnh nới vô đó nó ăn nó tiếp. Thôi đi đủ má tắt đi, đủ mẹ cá ăn đủ má. Cá ăn mà gửi hoài. Mấy thằng nhỏ này hay làm phiền quá sưng. Tức chơi ở nhà mà gọi điện hoài không đi được, gọi đi hoài ha. Tức đồ vậy đó. Nè các bạn, ăn nữa các bạn ơi. Mầm quá. Cái dèo này biết các bạn biết sao nó chống với nhiều nên nó ở nhiều hơn cái bè cây tại nước cạn quá. Không 4m, 4m mấy nước à. Nó ăn được các bạn. Mình chấp hai tay mình giật mới sướng. Ủa bạn ơi, thầy làm nữa nè. Đù bù quá bạn ơi, giờ mình kêu ổng tự gỡ luôn bạn. Mình không có gỡ nữa rồi. Gỡ hai mấy con rồi. Quá rồi. Sao câu không có cá gì cho ngài Sưng. Để anh Thế anh quay lên cừ chết luôn Sưng. Thế Hậu Thế gọi nữa. Đó, Thế vừa gọi là lên cá à. Ngon bạn, hú nè, ngon. Đó, nửa bạn ơi. Nửa Thế thôi. Cái gì lên dữ vậy? Nó tiểu gì á. Không xong.
quá lộn rồi. Rồi lên cá nha bạn. Mấy cá trong đục còn sống nè. Rồi hai cha làm lượt luôn các bạn. Đó, con này tí bự hơn cái gì rồi chạy kìa. Đó, hết sức. Đó, hú bự nha mọi người. Đó, lên con nữa, cặp luôn. Quá trời các bạn ơi. Chúng bầy rồi, bự nhiều. Nhỏ gì nhóc luôn. Đó, quay cho bạn xem nè. Nữa làm ba con luôn coi. Lên ba con lượt luôn cho bạn coi luôn nè. Kìa đá cá, đá cá. Đó. Quất lên tí rồi, lên ba con lượt luôn tí ơi. Rồi. Ngon lành đó bạn ơi, làm ba con lượt luôn các bạn ơi. Rồi. Nó giỡn ngoặt với ổng. Quá trời mọi người ơi. Đây nè, con hú bự nè. Đó bạn thấy ngon ghê không? Nãy mình dính con cũng cỡ đó đó bạn. Trời. Nhà đi rồi anh về anh làm đồ ăn em. Như ngày qua vậy đó. Ăn rồi mày. Trời ơi trời, cá lăn gì đó. Mà con vợ nó gọi hoài. Giờ tới tí rồi cá bạn ơi. Quá rồi bạn ơi. Quá trời ơi. Làm không kịp đó, anh tí cũng ngắn ngủng chứ đâu coi kìa bạn. Đó. Đó, đó kìa anh tí. Trời ơi nó bung luôn nồi luôn ơi, lụm. Gít rồi. Buông, buông đi, buông nó, buông của nó ra đi. Quá rồi mọi người ơi. Quá rồi, ngay nước rồi. Ngay bầy luôn rồi. Trời ơi con này bự nữa nè. Hú quá hú rồi. Mày quất cả trăm con đếm về trăm con cái hú thôi lại luôn à. Kìa lụm. Quá luôn. Bên đó mà ông cầu hà cũng giờ cũng ăn dữ lắm rồi các bạn. Kìa quýu luôn rồi kìa. Không kịp sửa tay luôn. Dính luôn rồi mọi người ơi. Quá luôn á, làm kịp luôn rồi, ba cây lên bờ hết rồi. sao anh không xuống cần này đi, anh hơi gỡ nữa. Trời ơi, mình không lắc rồi. Quá trời mọi người. Vườn mình nó còn hà hả bạn? Nữa mọi người ơi. Nhỏ mà làm dữ. Rồi nó quắn thẻo chì rồi. Chỗ này đứt không lành nữa. Sao bứt dây ghế nó cứa vô đó hoài. Quắn tùm lum luôn mọi người. Cho bạn xem nha. Ai giờ đồng mỏ tài đó mình không biết gì mà mình đăng clip mình đặt tiêu đời sao luôn á. Nãy mình tính ở nhà mình ngủ mình không đi mình sợ tét nách rồi đó. Nghỉ câu luôn rồi đó. Chưa bật còn tí ơi. Ôi nó ăn dữ lắm mọi người ơi.
tới nước nè người rồi, rồi ăn tới chỉ luôn rồi. Không nhiều bươn xuống lại lụm nữa nè cho bạn coi nè. Giờ được quay lên cá cũng có quay nhịp đọt nè nè bạn. Nhịp đọt cũng có cho bạn xem nó chín. Rồi xong. Ngon. Rồi. À, nè, em gỡ hai mấy con rồi đó, anh gán gỡ hai mấy con nó kiếm 50 con cá hú rồi được rồi. Quá dữ mọi người. Thằng mình nó chuẩn bị bậm màu bậm trắng gì nữa đây kìa. Ăn câu đi bác sĩ. Ăn nữa nha các bạn. Ok. Lấm dính. Dính nữa nha mọi người. Quá rồi. Không hai cần lu bu bây giờ không câu rồi. Quá wow, lộn con này gộn gỡ lưới hay thiệt các bạn. Kinh thiệt luôn á. Khoan đục vào banh ra luôn rồi. Con này đâu con thứ ba mấy rồi đó. Này nó gom bày nó vô dữ dằn luôn bạn ơi. Ngoài đầu không chỉ à. Đâu thì còn lâu được mới nói. Chó lại liếm nít này gà sưng. Chó Mỹ Sương nó thân thiện với người lắm đó nha. Ở Mỹ Sương này Mỹ Sương nè. Chó Mỹ Sương nó thân thiện với người lắm á. Kìa lấm dính dính rồi dính rồi dính rồi trời ơi con mặt kéo cá mặt nó bằng hỉnh rồi các bạn. Đó nữa thầy gỡ cá không có nổi đâu tự mày gỡ thầy nghe nó luôn đi. Quá rồi mọi người trời ơi tới của mình nữa các bạn ơi. Trời ơi là trời ăn đúng mạnh luôn ăn còn hơn con cá cha nữa cũng dính ủa thiệt. Mày trời ơi con này biết bơi con thứ mấy luôn rồi nha các bạn. Trời ơi bự các bạn nước cạn mau lắm nước cạn mang mạnh mau. Con này dữ quá các bạn. Thức ăn mà vẫn không kịp luôn á. Kịp luôn. Lắm. Giật nó lộn con mèo chứ. Thôi ơi bay chì lên luôn. Hầu ăn nữa nè mọi người. Ăn bỏ. Đó bạn ơi. Xin làm nữa bạn ơi. Mồi gì? Mồi gì không nói. Sao ông thầy? Thức ăn. Dính luôn. Trộn tao miếng thức ăn nữa coi Sưng. Đó. Ăn mắc câu cá à, không ơi không. Hết mồi thức ăn rồi. Lên. Lên các bạn ơi. Không biết là còn thứ mấy luôn rồi đó. Mình bây giờ chỉ quay cho các bạn xem vậy thôi chứ giờ mình không biết sao nữa các bạn ơi. Nó canh cá lên cá. Đầy khoan đục luôn. Bữa nay đầy khoan đục luôn rồi giờ là bao sướng luôn. Còn ngoài chợ nhóc anh ơi. Ra chợ mua đi anh ơi. Quá trời này nó gom bày nó vô rồi nó vô nó ngớt luôn. Mình cũng làm con bự mới được chứ các bạn. Theo chị theo em được chứ. Thứ này gì chịu nổi ăn canh chua hơn. Còn đủ phần cơm ăn. Nhớt vậy nó đóng một bệt ở đây luôn nè mọi người. Nói ghê thiệt. Sao Sơn lên không Sơn? Dính luôn. Thức ăn này là bao? Đó, nó lụm nữa rồi. Hụt rồi. Xuống lại luôn. Trời ơi có hú gì mà dính quá trời luôn các bạn ơi.
còn miếng cánh chim nào không? Còn luôn, đợi xíu đi. Lấy miếng cánh chim trộn vô thêm coi hết mọi rồi. Em ngồi đây nghe các bạn. Tôi ăn hết rồi. Có thức ăn là gì đó nha. Em ngồi đây nha, em không có đi đâu chứ nha mà em giật cá vậy đó. Nãy em mới nói ngoài kia xíu giờ em lui xíu xéo qua đây à. Quên uống thuốc luôn, cầu cá quên uống thuốc luôn. Quên uống nước luôn. Nó chậm à. Còn thứ mấy chục luôn, không biết luôn rồi bạn ơi. Còn nó cỡ ba cũng lạng nè. Quá bầy nó gom vô đây rồi mọi người ơi. Hết thì trộn tiếp. Ăn gì chứ. Thôi giật giờ nó đau cái tay luôn rồi đó. Đau cái tay quá trời đau rồi. Vậy treo cái tay lên. Đó. Quá trời bạn ơi. Đó, nhiều mà. Ngồi chỗ bạn chưa lên đầu trên đó, lên đầu trên còn dữ nữa. Xong đào vàng nha mọi người. Hết bầy luôn rồi, nó hơi yếu rồi. Trọng hai bạn, con này trọng đó, nó lộn. Lộn thôi. Sao anh thở vậy anh thấy anh tí ba rồi nghĩ không câu nữa, câu quá, câu cá nhiều, câu hoài chịu không nổi. Lỡ bữa nay thôi chơi chuyến sau đi, em có đi em đem cái máy quýt áp theo cho anh nha. Có bây giờ có chuyến sau làm bát nào thì được. Câu kiểu này gì cái tay này sao bắt chúng. Rồi lên các bạn ơi, rồi lên đi anh ơi. Quá trời luôn rồi. Nuốt lử luôn rồi anh ơi. Giờ cũng cần lên đây nha. Ngoài đất ngoài chút nữa đi. Nó bè lớn nữa ha. Chào bạn nha, giờ chuẩn bị đi điểm khác các bạn, coi có cá lớn nữa không nghe mọi người. Để con này tầm khoảng bự nhất phải 600 gram mà 3-4 lạng là nhiều. Nói chung mà dính trong khoang nó khoảng 4-50 con rồi đó các bạn. Giờ đi điểm khác coi sao, đang đánh con nước chiều này xong rồi anh em chắc cũng kết thúc video tại đây các bạn. Rồi con chào anh em nha. Giờ mình sẽ di chuyển nha các bạn. Hôm qua đi câu mấy ngày tôi bạn thấy đang kỉnh ở dưới không các bạn? Thọt tay xuống vô đó luôn. Về lấy hai miếng là
nấu cá chết nấu không con bèo nữa, này hơn con cá nuôi nữa. Các bạn ơi, giờ xúc cá vô bạn ơi, chắc cũng cỡ gần chục ký à. Chú nữa chú rảnh nó chú rủ thằng này nữa đi nè, chú nó dắt chú qua bển cầu. Tao rảnh không rảnh. Dạ. Không, tao lấy đồ tao kiếm, tính kiếm nó hết vô rồi. Nè. Để Hùng nghiên cứu đi qua câu. Mà đi có lợn đâu? Chục ký hơn á. Đâu biết trời. Chứ là ông mẹ lúc ở không thì nó hôi không. Dạ. Rồi tấm lên trên. Dạ dạ. Mời con chị bên kia qua đây cho. Út cho muốn xuống không? Đọc số điện thoại lên. Không, đọc đi, đọc số điện thoại cho người khác lên. 077. 077 rồi. 985. 985 rồi. 1019. Mấy? 1019. 1019 rồi, 077 985 1019. Anh em cần muốn xuống thì liên hệ chú ha. Rồi chào mọi người nha. Xuống máy. Đi hai ba người vừa. Ở trong nó coi chiếc nữa mà. Rồi chào anh em nha, giờ lên đó bạn ơi. Con nha mọi người. Tốt nãy giờ vô cho biết gì. Rồi. Vô quẩn hộp bập bập luôn á. Dữ lắm. Mà không có câu được. Một bên hả? Ờ, vô vô cái mé tại quẩn mới tập đó. Chứ không 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 có bè hả chú? Như như cái cách ha. Dạ. Năm bảy, năm ba, năm chín, ba mươi mốt, ba mươi bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi, bốn mốt. Này mình cũng mấy con có gần 50 con các bạn. Phá kỳ lực câu cá hú. Cá hú nấu canh chua các bạn ơi. Với cá hú kho tiêu. Đây đừng đợi cho nó khô luôn. Rồi chào anh em nha. Thành quả. Này là no bụng luôn các bạn.